Mời bạn nam. Rồi, anh gái hãy giới thiệu bản thân mình trước đi nha. Em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Châu, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Cần Thơ, quê quán ở Thái Bình. Em làm ở phòng tài chính công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Nay lên tham gia chương trình xong là về lại Cần Thơ luôn á. Dạ. Hai dứa. Em chào anh. Hả? Quê dưới phóng. Hả? Hai dân Việt Nam. Em là người Việt. Nói lớn gì không nghe gì hết bạn. Em là người Việt. Em là người Việt hả? Dạ đúng rồi. Việt không? Dạ thiệt. Việt Nam 100% hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, trời, Linh làm hết hồn anh Linh, tự nhiên anh chơi tiếng Anh luôn vậy. Anh tưởng đâu là người nước ngoài. Ồ. Mọi người đồng ý không ạ? Ồ. Em là người gốc ở đâu? Em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Trời ơi, người miền Tây. Trời ơi. Miền Tây mà tôi tưởng đâu người Tây. Gì vậy, tự nhiên ở dưới Đồng Tháp mà chứ anh nghĩ sao ra tới người Tây vậy anh Linh? Vậy mới lạ chứ em. Trời đất. Em giới thiệu lớn lên cho bạn gái bên kia biết coi. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Rồi. Xin chào tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thành Trơn, em đến từ Cao Lãnh Đồng Tháp ạ. Năm nay em 30 tuổi ạ. Trước đó thì em là nhân viên văn phòng. Hiện tại thì em đang là bán trà sữa chị Cát Tường ơi. Bán ở Đồng Tháp luôn hay sao? Dạ đúng rồi chị. Trà sữa là em làm cho gia đình hay là làm cho người ta? Dạ em hiện tại đang bán cho em chị. À, ông chủ nhỏ luôn phải không? Dạ. Ấn tượng quá. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Dạ em là người vui vẻ hòa đồng á chị, tính em cũng khá là lạc quan. Khuyết điểm của em nghĩ là chắc em hay ngủ á chị. Có một lần bạn em với em đi du lịch, bạn em lên đi tàu điện ngầm đi có phải có 5-10 phút mà bạn em quay qua là em ngủ hút tiêu rồi. Còn có cái khuyết điểm ưu điểm gì nữa không? Khuyết điểm của em chắc là em dễ hiền quá đó chị, dễ tính quá. Mỗi lần mà ai nhờ em làm việc gì em sẽ không biết cách từ chối. Nhiều khi mình bị người ta lợi dụng đúng không? Dạ. Chứ đó giờ có ai lừa gạt em gì chưa? Nhiều khi ta lừa em cũng không biết rồi chị. Thì vậy em khỏe, em hạnh phúc đúng không? Dạ. Tự nhiên em suy nghĩ chi nhiều cho mệt. Dạ. Vậy bạn trai bên kia ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em á là hói. Cái thứ hai đó là em có sống mũi cao. Cái thứ ba thì em vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người. Em là một người chàng trai rất là tốt bụng. Ưu điểm là hói. Dạ đúng rồi. Khuyết điểm là hói. Em rất là thông minh. Hồi đó giờ mấy cô cứ hay lên đây nói là không thích người hói, hói gì kia, mà hói cỡ nào mà là ưu điểm? Sống mũi cao sao là ưu điểm được vậy anh? Chờ chút xíu. Đó là một cái điểm mạnh khi mà mọi người nhìn em á chị. Đẹp mà anh, đúng không? Nói chung là ấn tượng. Dạ đúng. Gì đây? Ấn tượng. Trời ơi. Gì vậy? Trời sao ơi anh? Đẹp đúng không anh? Đẹp. Nói chung là anh ấn tượng em rồi đó chứ. Dạ. Em có nhiều cái đặc biệt lắm á. Thấy lần một lần sẽ nhớ. Bên đây à, tò mò rồi đó nha. Em trải qua mấy mối tình rồi chưa? Dạ em trải qua 2 mối tình anh. Lý do tại sao chia tay? Lúc đó thì công việc của em nó chưa ổn định. Bây giờ ổn định chưa trơn? Hiện tại thì em gọi là rất là ổn định. Coi như ông chủ nhỏ rồi đó. Bán trà sữa giờ là hot đó, hot đó. Tình trường của em thì sao? Mặc dù em 25 mà nhưng mà tới giờ em vẫn chưa có yêu bạn nào. Chưa có yêu lần nào? Dạ chắc tại nào gì không ai để ý em á chị. Có kỳ vậy, dễ thương vậy mà không dạ. Ai để ý? Không, hiện tại thì dễ thương thôi chị. Ngày xưa khi mà em còn đi học á, em khá là đen, thứ nhất là đen, thứ hai là tóc em như rễ tre vậy đó. Mắt thì kính em tới 5 độ. Là tới lúc mà em đi làm, em có điều kiện em chăm sóc cho bạn ngoài em á, thì ai nhìn vô cũng nghĩ chắc bạn này có bồ rồi. Nhưng mà bản thân mình thì mình có để ý ai, mình có cái yêu đơn phương ai mà mình... Trong công ty nhiều nam lắm chị, em cũng thích ngắm mấy anh đẹp trai trong công ty lắm. Nhưng mà nhiều khi có anh nào em thấy em để ý, cái em cũng hay cười với ảnh, cái ảnh cũng quay qua cười với em, mà sao không thấy có thêm bước nào, nên nó tới đó thôi chị. Nhát quá, đáng lẽ mình tiến công thử đi, mình cứ tấn công coi làm sao. Dạ ngại lắm chị, mình giữ giá xíu. Giữ giá xíu hả? Đó, ai đăng ký cho em, bạn muốn hẹn hò? Dạ em tự đăng ký cho em đó chị. À. Dạ, em đăng ký cũng khá là lâu rồi. Bao lâu? Dạ cũng cỡ 2 năm chị. 2 năm. Có người đăng ký 4 năm đó em. Bạn Châu ơi, mình đăng ký tới 3 năm lần đó. Đó thấy chưa? Thì không đó trơn. Dạ thiệt chị, em đăng ký tầm cỡ năm 2 cuối 2015 hay đầu 2016 chị. Ghê vậy luôn á hả? Sẵn đây cũng thông báo với các bạn trường khán giả đăng ký bằng Nguyên Hòa, không phải là đăng ký lâu mà bởi vì yêu cầu các bạn, chúng tôi phải tìm ra cái yêu cầu đó khi nào thấy hợp. Có những người yêu cầu có 1m1 mà yêu cầu 1m9, tìm không ra, đôi khi tìm 9 năm cũng không ra nữa. Do yêu cầu các bạn nên cũng đừng lo nha, ai đăng ký nếu lâu thì phải chờ đi. Bởi vì chúng tôi tìm, phải cho ra được thì tôi mới thông báo. Mai mối phải đàng hoàng chứ đúng không? Ừ.
Khi là ngồi trên đây là đã tương ứng, là tương đối là đã 50-60% là hợp nhau rồi. Phần còn lại là do các bạn trò chuyện nữa thôi. Trước khi đi chương trình em có đi coi bói thử. Hả? Thầy bói nói sao? Dạ, thầy bói nói em sao mà còn mờ nhạt quá, không nhìn chưa có ra, chưa tới duyên quá. Nên hơi giọng là hôm nay nhiều khi thầy bói nói sai thì sao? À, là ông thầy bói nói bữa nay là cũng chưa chắc được cái gì. Dạ, chưa thấy gì thôi chứ em cũng không biết làm sao. Thôi dạ, đừng có tin lời thầy bói. Bữa nay em chứng minh thầy bói nói sai nè. Bây giờ là muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Nói đi. Bạn trai sẽ cao hơn em. Cho em hỏi bạn bên kia cao mét bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m70 em. 70? Dạ, vậy là hơn em rồi, được rồi. Gì nữa? À, công việc của anh có bận rộn lắm không anh? Anh bán trà sữa, muốn bán, muốn không bán à? Em không có giống như bạn gái khác là thích bạn trai lúc nào cũng kè kè bên mình. Ngày nào cũng nhắn tin, ngày nào cũng gặp là chắc chắn là không được rồi. Nếu bạn trai mà bận rộn xíu cũng không sao đâu. Em có, tại vì em cũng người bận rộn mà. Rồi, em cũng sao hiểu. Nếu vậy rồi chừng nào là hẹn hò sao, bao giờ mới gặp nhau một lần? Thì thật ra yêu nhau một tuần gặp 1-2 lần là nhiều rồi đó chị. Phải có gặp. Khi nào em cần trà sữa, có trà sữa đem tới được rồi. Hình dáng ra sao, mẫu người lý tưởng? Chắc là mặt mũi ưa nhìn mà. Nhìn là ấn tượng, anh nhìn anh còn thích nữa mà. Có cái gì không thích ở người bạn trai không? Những cái tiêu dạ, chuẩn gì em? Bạn trai đừng cơ bắp quá. Em thích người khỏe mạnh thôi nhưng mà đừng cơ bắp quá. Chỉ có bắp thôi, không có cơ. Không, hơi nách nha anh. Em nói từ nãy thẳng thừng ra luôn vậy dạ, em. Tại cái này kỳ quá. Không có kiểm tra được. Ủa mà nãy nghe bên đó nói cái gì hói hói là hói sao? Hói nha, bên đây là xoái ca hói đó. Hói hả? Hói dữ lắm. Hói cỡ nào anh? Tại vì cũng có hả? Nhiều mức độ lắm anh. Hói mà cỡ như còn có vài ba cộng thì để em suy nghĩ xíu. Thôi để chút gặp đi chứ dạ, anh không thể tả được đâu. Nhưng mà hói là được hay không được? Hói nhưng mà đẹp trai thì ok chị không sao. Đẹp trai đẹp trai nha. Đẹp không? Mũi sao tôi nghe diễn tả nãy giờ sao tôi thấy hoang mang quá. Thí tỷ qua Đồng Tháp làm dâu được không? Em muốn công việc em ở Cần Thơ, nhà em ở Cần Thơ, nên nếu được thì bạn nam có suy xét chuyển qua Cần Thơ không anh? Vậy em bắt rễ được không? Nếu anh thích thì có nhà em chắc cũng có thể chịu á. Ờ, rồi. Chào chị. Hello. Where are you from? I live in Việt Nam. Sao lông ria lông lá tùm lum vậy? Cũng phải điểm nổi bật của em đó chị. Nổi bật á hả? Dạ. Ủa, cao dữ ha. Đúng là mặt này ưa nhìn thiệt. Đâu cho kiểm tra cái vụ kia cái coi. Hói hài hòa. À, trà sữa của em tên là hói ca luôn đó chị. Hói ca. Dạ đúng rồi. Duỗi hai cái chân ông ra coi. Sao nhiều màu sắc vậy? Cho nó tươi tắn hơn. Điểm nhấn đó chị. À. Ủa chứ em dạ, hỏi nhiều màu sắc là sao vậy chị? Cái đồ dớ mà 80 màu chậm. Mình có thơm không? Thơm. Thơm. Chắc nhưng mà đặc biệt là mùi cơ thể nó sẽ thơm hơn, quyến rũ hơn. Bán trà sữa mà ống nhom vậy? Em đang tìm người vỗ béo cho em. Nhưng mà mình là gốc là người miền Tây luôn hả? Em miền Tây. Đột biến gen gì không? Không có đột biến đâu. Rồi chừng nào tiến tới hôn nhân được nè? Nếu mà được thì sang năm em sẽ cưới. Nhưng mà giờ cổ nói, thí dụ như cổ nói là cổ muốn bắt rễ đó, qua Cần Thơ bán trà sữa được không? Dạ được. Yên tâm ha. Dạ. Được ha. Thôi mà anh nói được, anh làm được thì ok. Tại vì không chưa chắc cái đó, phải đợi mình tìm hiểu thêm. Thì đó, ăn thua là cái sự hấp dẫn lôi cuốn của em nữa. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cơ bản mà người ta chịu. Anh trai, tại sao mũi cao mà ấn tượng không? Cao nhưng đẹp thôi. Cao đẹp, là thường người châu Âu cái mũi rất là cao. Mà em là người Việt mà em nhìn vô là thấy cái mũi cao, tự nhiên thấy ấn tượng là chỗ đó. Nó lạ ha. Dạ. Em chưa có nói cái mẫu người bạn gái em muốn tìm là như thế nào đúng không? Dạ đúng rồi chị, nãy giờ em chưa được nói cái vấn đề nói đó. Đi để coi bên đây đạt được nhiêu phần trăm nè. Cao 1m60. Được. Dạ được, em được, em cao được hơn. Rồi em tự trả lời anh luôn đi, bên kia hỏi em đi. Cao hơn. Tóc dài càng tốt, mà nếu mà không dài thì tóc ngắn vẫn đẹp. Dạ nhìn là tóc dài đủ chị. Tóc dài. Dài. Mà bạn nữ bên kia biết nhậu càng tốt nha. Ủa, anh bán trà sữa mà sao anh hỏi biết nhậu vậy anh? Tại vì anh uống yếu xìu em ơi. Anh một tìm một người uống giùm anh ha anh. À, có thể là bạn bè tới thì em có thể tiếp. Anh còn yêu cầu gì nữa không anh? Có điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Nói chung là phải năng động, phải hoạt động với tất cả mọi người. Em chỉ nghĩ vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Em nói trước là em không có giỏi nấu ăn nha. Anh nấu ăn được, em cứ an tâm. Được không? Vậy được. Chính xác ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ hỏi thêm ý kiến của người thân. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với hai người bạn thân của em á chị. Rồi, dạ, cho chị gặp bạn thân của em. Dạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn ở trong trường quay. Em là Thương, bạn thân của Châu. Châu thì là một người rất là hiền lành. Đối với những người mà lạ thì có thể là cô này sẽ hơi khó gần xíu. Ai mà theo đuổi Châu thì phải mặt dày một chút, quan tâm của một chút. Em thấy bạn nam bên này cũng hoạt ngôn á, kiểu như hai người sẽ bù trừ cho nhau, nhưng nói chung là em thấy cũng ok đó. Em thấy anh ấn tượng không? Dạ có. Ui, nhìn không?
Cái đó do Châu đánh giá. Rồi, cảm ơn em. Trân đi với ai Trân? Dạ em đi với chị của em. Chị ruột hả Trân? Dạ chị ruột của em luôn á chị. Dạ chào chị. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả trong trường quay. Trân là một người vui vẻ nè, có tính cầu tiến. Phần bạn gái bên đây thì thấy bạn gái dễ thương, xinh xắn, dịu hiền. Nếu mà hai em cho nhau cơ hội để tiến xa hơn, em xin hết ạ. Cảm ơn chị. Mình mở rào ra, bắt đầu là bạn tặng quà xong rồi mình mở nón ra cho bạn gái nhìn để bạn gái cảm nhận nha. Rồi bắt đầu mở rào. Em ngồi đi, anh tặng quà cho em. Đó, thấy trơn chưa? Chu đáo quá ha. Đây là Sen đến từ Đồng Tháp. Anh em cảm ơn. Dạ. Đây là con bé Sen cũng Đồng Tháp luôn. Ồ, bé Sen vậy. Đúng rồi, em cảm ơn anh. Anh ạ, em xin tặng anh cảm ơn con mèo bông. Dạ. Mà em mời em ngồi nha. Hai người này có hẹn hay gì là mặc đồ giống nhau quá ha. Cũng có duyên quá. Em thích màu trắng không? Đó. Anh có cảm nhận gì khi mà gặp em và nhìn thấy cái nhìn đầu tiên? À, rất là dễ thương. Dạ. Em cảm ơn. Nhìn. Dạ. Em rất là xinh. Dạ. Em. Dạ. Anh Linh có nói anh bị hói ha. Nhưng mà trước mắt là em dòm anh. Anh không nói đâu, anh nói. Trước mắt là em dòm hết tổng thể, anh ổn đúng không? Đứng lên xoay anh vòng. Anh đứng lên dùm em được không anh? Dạ. Xoay vòng. Hơi ốm ha. Cho em hỏi gia đình anh gồm những ai vậy anh? À, có bốn người, cha mẹ và chị gái của anh hồi nãy đó. Dạ, cha mẹ và chị gái. Mà hiện tại anh đang sống riêng á anh? Đúng rồi, anh ở trọ ở Cao Lãnh luôn em. Dạ rồi. Anh có gì muốn hỏi em không anh? Dạ. Em quan điểm như thế nào về tình yêu? Em quan điểm thì tình yêu là những cái gì rất là đơn giản lắm. Em thích đi khám phá, thích đi ăn uống. Anh dắt em đi ăn cũng ok, em sẽ hụt. Nhưng mà anh đừng chê em béo là được. Em rất là sợ những ai chê em béo luôn. Không, dạ. Em không béo đâu. Tại vì gia đình em mới khó. Ba mẹ em rất là kỹ tính đó. Mỗi lần ai muốn qua nhà em chơi á là hỏi kỹ là tên, tuổi, nhà, làm việc gì, ba mẹ đang làm gì. Nói chung là hỏi rất là kỹ. Nếu mà anh gặp trường hợp á thì sao anh? Nếu mà tình yêu đến bằng trái tim chân thành thì chắc chắn sẽ rước em về nhà thôi. Dạ. Anh có không có yêu cầu vậy làm dâu phải không anh? Không yêu cầu làm dâu đâu. Ba mẹ anh còn vẫn còn trẻ. Dạ, trẻ. Nên là ok, ổn. Em cảm nhận về chàng trai đó như thế nào? Em thấy anh là một người chững chạc á. Tính em cũng hiền quá đó. Nên cũng cần một người lớn tuổi hơn em là tốt nhất. Dạ. Em có nhìn thấy anh già không? Sao với tuổi? Anh vẫn chưa tuổi cho em nha. Coi hói là cái nào anh. Dạ. Em cảm ơn anh. Dạ. Anh rất là tự tin luôn mà. Dạ. Anh đi làm anh cũng... Đúng rồi, anh nên đúng sống mũi anh cao, nhìn có vẻ giống người Tây. Dạ. À, nếu mà anh ở Đồng Tháp, em ở Cần Thơ thì anh có ngại trong việc di chuyển từ Đồng Tháp lên tới Cần Thơ không anh? Nó không xa lắm đâu em, anh không ngại điều đó. Dạ. Mà chúng ta quan điểm thế nào về hôn nhân gia đình các bạn? À, anh có quan điểm sao anh? Quan trọng nhất là vui vẻ và hạnh phúc với anh, sống với anh là được. Đi đến hết đoạn đường cùng với anh. Yeah. Em không thích những người đàn ông mà tính gia trưởng một chút thì ok. Nhưng mà tính gia trưởng mà quá giống như là anh nói cái gì em cũng phải làm theo thì cái đó sẽ hơi khó chịu với em. Nhưng mà anh có một chút gia trưởng nha. Yeah. Cái đó thì em chưa biết được tại vì em mới gặp anh một chút thôi. Yeah. Nếu mà được á, hai đứa mình quen nhau thì qua năm cưới thì em có đồng ý hay không? Tại vì hiện tại thì em vẫn chưa có dự định kết hôn sớm quá. Anh hy vọng là em sẽ suy nghĩ lại khi quen cùng anh. Dạ, cái đó thì có thể suy nghĩ được anh. Bạn trai hãy làm một điều gì đó để ấn tượng, để quyết định, để làm sao cho bạn gái đồng ý, sẽ bấm nút với mình. Anh hát thì không hay nhưng mà anh sẽ tặng em một câu hát cho một bài hát ngắn thôi. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đai cát cao sang, lùa là gấm hoa vàng son. Cảm ơn anh. Bây giờ Trân hãy nói điều gì mình đang suy nghĩ trong lòng về cô gái đối diện và mình mong muốn điều gì hết Trân. Anh hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội. Vậy thôi. Một chàng trai quê Đồng Tháp rất là chân tình, nói cho vui thôi. Chúng ta nhìn anh ấy rất là ấn tượng, phải nói là rất là giỏi trong việc kinh doanh. Cô gái bên kia thì cũng rất là thông minh nha. Đó là cái duyên, còn bây giờ quyết định là do các bạn, phận có hay không. Chúng ta chờ xem. Đặt tay vào nút bấm nè hai bạn.
yêu thì bấm. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chị Cát Tường, em có bấm mình không anh? Em có bấm hả? Dạ đúng rồi. Trơn có bấm nút. Dạ đúng rồi. Em bấm nút bằng sự rung động của trái tim mình. Dạ đúng. Bạn gái, tại sao bạn lại không bấm? Em chưa thấy được cái sự rung động anh. Với lại có vẻ là anh hợp để làm bạn em hơn. Em cảm giác như anh là một người anh hơn á. Với anh cảm nhận á, Trơn đúng là người chân thành đó. Đây là người của gia đình đây. Đó là quyền quyết định của hai bạn ha. Nhưng mà thật sự cũng hơi nuối tiếc một chút. Hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Chương trình thấy chưa? Rồi rồi nha. Thì là bây hôm nay có chị Nhung và chị Trúc là hai biên tập bên chương trình sẽ phỏng vấn mình ngày hôm nay ha. Rồi thì bây giờ chị có thể bắt đầu phần phỏng vấn của mình nha. Dạ. Ok, hiện tại là biên tập của chương trình đã nhìn thấy mình rồi nè. Thì mình cứ chia sẻ thoải mái ha. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu vào cái buổi cast ngày hôm nay luôn. Nếu mà mình có cái người phù hợp thì là chương trình sẽ thông báo cho mình cái lịch ghi hình để mình sẽ tham gia và mình gặp cái người mà chương trình sẽ ghép đôi cho mình ha. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về bản thân mình trước. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc hiện tại của mình là gì nè. Rồi. Em tên là Minh, thì em sinh năm 1990, là năm nay là 31 tuổi, gần qua 32 rồi. Hiện lúc trước thì em có làm việc ở Sài Gòn, nhưng mà hiện tại em đã về quê và định cư ổn định ở quê. Thì lúc trước là công việc của em là nhân viên văn phòng, và hiện tại em định hướng công việc của em là về để nối nghiệp ba mẹ, làm về bán thuốc, làm dược. Còn gì nữa ta? Quê của mình là ở đâu em? Quê em ở Tiền Giang chị. Em ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Quê Tiền Giang. Rồi, có nghĩa là ba mẹ mình ở quê là cũng có tiệm thuốc rồi. Bây giờ là mình sẽ nối nghiệp, mình bán thuốc thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi sao nhìn mặt mình hơi buồn vậy? Là mặt mình hồi giờ là như vậy luôn hả? Hay là sao? Dạ không, nhiều khi tại vì không quen chat qua Facebook, qua như vậy á, webcam như vậy. Hơi sụ xuống. Mấy bạn hơi sụ nè, cười nhiều lên cho nó xinh ha. Lên sân khấu này kia cũng vậy luôn. Mình luôn cười nhiều để cho dễ thương, xinh xắn. Rồi bây giờ mình chia sẻ một xíu về bản thân mình đi, những cái điểm mạnh điểm yếu của mình ra sao nè. Em thì điểm mạnh của em á là cũng được cái là cũng thông minh, nhưng mà yếu điểm là hơi chậm tiêu, thông minh nhưng hơi chậm tiêu. Biết nấu ăn, mặc dù là ít nấu ăn nhưng mà khi mà nấu ăn thì là được khen là nấu ăn ngon. Còn yếu điểm, nhược điểm của em là có một cái nhược điểm mạnh là em hay quên. Quên là kiểu khi mà người ta dặn em cái gì á thì mà em mà không kịp ghi chép lại là em quên luôn. Nhất là quên hay dặn mấy con số á, như là đi ra chợ mua bao nhiêu trứng, bao nhiêu cán kia thì em không có nhớ số. Em nhớ cái nội dung thôi chứ em không có nhớ chi tiết số, kiểu vậy. Rồi có khi nào bán thuốc mà bị quên thuốc gì không? Hiện tại là mới tập và chị mới mới tham gia vô bán thôi chứ cũng chưa có bán chính thức cả. Dạ. Là ở nhà là cả ba mẹ em là đều bán thuốc hết hả? Ba em thì hồi xưa là làm giáo viên nhưng mà hiện tại bị thu rồi. Ba em là bán thuốc chính, còn mẹ em thì là dược sĩ đại học. Cũng về hưu rồi thì bán phụ ba em thôi. Dạ. Rồi, vậy thì tình trường của em thì như thế nào? Đã qua mấy mối tình rồi? Em thì nếu mà nói về chính thức đó, thì chắc chỉ có một thôi. Cách đây khoảng tầm 4-5 năm. Dạ. Rồi lý do làm sao mà chia tay em? Chia tay là kiểu như em quen á, em cảm thấy không an toàn á. Người đó cho em cái cảm giác không an toàn, để tại vì khi mà em quen là cái lúc đó là em cũng khoảng 25-26 rồi, là em xác định là tiến tới hôn nhân luôn.
Nhưng mà khi quen một thời gian á, thì lúc đầu là yêu thiệt, thương là thương thiệt. Nhưng mà càng về sau á, thì cảm giác là tiến tới tương lai với người này không đảm bảo, không chắc chắn á, nên đi chia tay. Là từ đó 4 năm năm nay cũng không có quen ai luôn. 4 năm năm nay thì có quen nhưng mà kiểu tìm hiểu á, chứ không có là quen chính thức chị. À vậy hả, những người đó như thế nào? Không có tiếp được chính thức. Giống như là khi mà tiếp xúc quá thì em cũng mở lòng, em tiếp xúc với họ cũng tìm hiểu khoảng thời gian cũng 4 năm tháng á. Nhưng mà khi mà nói chuyện á, càng ngày em càng thấy không hợp nên em tạm dừng để tìm cái mối quan hệ khác. Cụ thể là không hợp về cái điểm gì em, ví dụ coi. Dạ khi mà nói chuyện á thì giống kiểu hai thế giới khác biệt vậy đó. Là khi mà nói chuyện thường á, là khi mà gặp một người nam á, thì nếu mà người đó không có chủ động nói chuyện thì em là người chủ động nói chuyện, mà em thì là tiếp chủ động. Em thích là người nam chủ động hơn á chị. Để em chủ động nhiều quá thì em không thích. Rồi nhiều khi mà người ta mà tỏ ra quan tâm em nhiều á, em cũng sợ đó. Rồi tùy vậy. kiểu như cảm giác như bây giờ người ta thích em thì người ta bù bập kiểu vậy á. Xong rồi mới mốt rồi về ở với nhau rồi lòi ra này lòi ra kia rồi nó sẽ thay đổi nhiều, em sợ bị sốc từ đó. Rồi bây giờ em mong muốn tìm kiếm một người như thế nào? Hiện tại là tại vì em ổn định dưới quê rồi của chị, thành ra là em muốn tìm kiếm một người cũng cùng quê ở Tiền Giang. Nếu mà thuộc thì làm về y dược đó thì càng tốt. Trời sao khó quá vậy, mình tự khó. Nếu mà thuộc y dược càng tốt, nhưng mà nói chung là prefer thôi, còn những ngành nghề khác vẫn ok chị. Là gần khu vực Tiền Giang được không em, hay là chỉ là trong Tiền Giang thôi? Dạ ở Tiền Giang chị. À chỉ là ở Tiền Giang hả? Rồi. Nếu như kiểu có thể flexible, có thể di chuyển qua lại giữa Tiền Giang với lại chỗ đó gần á, thì em thích cái người mà ở trong tỉnh Tiền Giang thì dù sao họ di chuyển cũng gần. Tại vì em làm ở nhà mà, em làm là tại tiệm thuốc nhà em là ở Mỹ Tho mà. Rồi còn yêu cầu gì nữa không em, về tuổi tác đồ này kia thì sao? Tuổi thì em không quan trọng tuổi chị, nhỏ hay lớn hơn đều được. Về tính cách á, thì em cần một người mà đàn ông có chính kiến, kiên định với lại có trách nhiệm. Thì em không quan trọng tuổi là lớn nhỏ hơn em bao nhiêu tuổi thì được. Dạ bao nhiêu cũng được hết đó chị, em sao cũng được hết. Chị Tương biết nhiều không? Là anh đó là 60 tuổi được không? Hoặc là nhỏ hơn 10 tuổi được không? Em nói sao cũng được. Không, chị không biết. 60 tuổi thì nói, để coi chắc khoảng từ 25 tới 40 đi chị. Dạ. Ừ, mình phải có cái khoảng này kia chứ. Sao cũng được mà sao cũng được. 25 tuổi cho tới 40 mấy tuổi em? 45 chị, 40 đi. Rồi ok, còn yêu cầu gì mẫu bạn trai đúng không nè? Mẫu lý tưởng của em là cao, ngang em là từ 1m66 trở lên, với lại không bị quá ốm á chị. Dạ. Rồi ok, nói chung là của em là chị khó để là in trong khu vực Tiền Giang thôi. Ví dụ có anh cũng ở trong khu vực Tiền Giang, nhưng mà là nói chung là mình ưu tiên cái nào thì là chương trình sẽ đáp ứng cái ưu tiên nhất đó của em. Còn những cái kia thì nó cái tiêu chí mình có thể em xét là yếu ha. Dạ dạ thưa chị. Rồi ok, cảm ơn Minh. Cái gì là chương trình sẽ báo lại cho em ha. Dạ chị. Nha. Rồi. Dạ chị. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Chào chị ạ. Ừ. Dạ. Yeah.
Được rồi, thì hôm nay có chị Nhung và chị Trúc là hai biên tập bên chương trình sẽ phỏng vấn với mình ngày hôm nay. Thì bây giờ chị có thể bắt đầu một phần phỏng vấn của mình nha. Chào chị ha, hiện tại là đã thấy hình ảnh của chị qua camera điện thoại rồi nè. Chị cứ tươi cười thoải mái nha, cười tươi mặt đang căng thẳng quá nè. Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình trước, những cái thông tin của mình, họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha chị ha. Mình tên Đỗ Thị Yến Vân, sinh năm 90, là người Sài Gòn. Hiện tại làm bên ngành xuất nhập khẩu, một công ty của Thượng Hải, Group Logistics. Làm bên ngành logistics. Rồi, hôm nay là chị có đi làm không? Từ lúc dịch tới giờ là làm việc ở nhà. Bây giờ chị chia sẻ về mình một xíu đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu, tình trường của mình ra sao ha? Tình trường thì trước đây em có quen hai người mà cũng lâu rồi là không có quen. Không có quen nữa. Nói chung là ế đã lâu. Là hồi đó là quen lý do làm sao mà chia tay? Là do cái mà bạn kia bắt cả hai tay á. Do bạn kia bắt cả hai tay. Rồi bao lâu rồi là mình không quen ai? Là do là mình không có tìm được người phù hợp như thế nào? Như vậy đúng rồi, không tìm được người phù hợp. Với lại là cái môi trường làm việc của em á, nó cũng là nữ nhiều hơn nam, hầu như là ít nam lắm. Mà em thì làm văn phòng, ít ra ngoài, thời gian là cứ là đi làm thôi. Rồi tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của mình ra sao? Nói chung là em cũng vui vẻ, hòa đồng. Tính cách thì cũng có phần mạnh mẽ, do sống một mình quen rồi. Điểm mạnh là có thể là hòa đồng nè, dễ thông cảm mọi người, nấu ăn giỏi, nói chung là mọi thứ biết một chút, gì cũng biết. Rồi mà điểm sao? Còn điểm yếu thì có thể là do là mạnh mẽ quá, đàn ông quá, cho nên là thiếu sự nhõng nhẽo. Mình chiều cao cân nặng của mình là bao nhiêu? Em cao 1m57, nặng 57kg. À, rồi. Cái hình mẫu mình mong muốn là người như thế nào? Em thích một người nó giống như anh Kiến Thành, tức là có sự hài hước, là người thông minh, cầu tiến, nhưng mà cũng tình cảm, kiểu mà biết quan tâm, chung thủy. Rồi là về tuổi tác, vùng miền như thế nào? Hy vọng là người Việt Nam. Tuổi tác thì chụp xong rồi mình vấn đề xóa trước mặt em, lớn em cũng được, nhỏ hơn em nhưng mà đừng nhỏ quá, dù nhỏ hơn 1-2 tuổi thì cũng ok. Lớn hơn tối đa bao nhiêu tuổi? 8 tuổi đổ lại. 8 tuổi đổ lại, có thể nhỏ hơn 1-2 tuổi. Rồi có anh còn yêu cầu gì đặc biệt hơn nữa về người bạn trai để phù hợp với mình không? Về ngoại hình, vóc dáng thì như thế nào? Em cũng yêu cầu là ngoại hình dễ nhìn. Nhưng mà thật ra thì em lại không thích đàn ông gia trưởng. Gia trưởng ích kỷ, độc đoán là không thích. Rồi, mình có tài lẻ hay năng khiếu gì không Vân? Tài lẻ? Dạ không. Có ca hát rồi này kia được không? Không. Rồi, ok, cảm ơn Vân ha. Nếu mình được chọn thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết sớm ha. Rồi, ok, mình xong ha.